Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thì nó khá là nhạy cảm, nên là mình khuyến cáo với các bạn nào mà đang ăn cơm á, thì các bạn hãy ăn cơm xong rồi hãy xem video clip này nha. Đó là chủ đề dựa vào phân cá để mà hiểu về thể trạng của cá. Video phân tích này nó khá là dài nhưng mà mình đã rất là tâm huyết với chủ đề này và mình muốn làm một cái video về phân cá, chỉ nói riêng và phân tích về phân cá thôi. Thật là giá trị luôn để mà dành cho các bạn tham khảo sau này. Trong video này sẽ có hai vấn đề chính mà mình muốn truyền tải. Vấn đề thứ nhất đó là cách quan sát phân cá để mà hiểu về thể trạng của cá. Và vấn đề thứ hai đó là mình sẽ chia sẻ một cái thử nghiệm và quan sát phân cá dựa vào các loại thức ăn. Và sau đó thì tìm ra được các loại thức ăn nào tránh được bệnh khó tiêu và bệnh trọng của cá vàng. Trước khi xem tiếp video thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Và để xem video mới nhất của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn hãy search với từ khóa là Đam Mê Cá Vàng, và video hiện ra đầu tiên đó chính là video mới nhất của Đam Mê Cá Vàng. Để mua các sản phẩm của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn có thể mua hàng tại Shopee với từ khóa là Đam Mê Cá Vàng thì các bạn sẽ tìm thấy shop của mình. Hoặc là các bạn có thể liên hệ qua hotline 0869 242 393 hoặc là fanpage và Instagram cùng tên để mà theo dõi fanpage của Đam Mê Cá Vàng. Và thông qua hai kênh này thì mình cũng sẽ có chia sẻ những cái tip nhỏ về việc nuôi cá và những cái hữu ích trong việc nuôi cá vàng. Ngoài ra còn có các chương trình khuyến mãi của các sản phẩm của Đam Mê Cá Vàng nữa, thì các bạn hãy theo dõi nhé. Và bây giờ thì mời các bạn xem tiếp video thôi. Nhìn chung thì mình sẽ nói khái quát qua là phân thì nó sẽ như thế nào thì sẽ gọi là phân tốt. Thì mình sẽ nhìn thấy là phân nó có một cái độ mập. Nó mập nha các bạn, nó dài, nó có độ mập, nghĩa là chiều ngang của phân nó mập thì nó sẽ tốt hơn là phân nó mỏng. Bởi vì cái việc mà cái phân mập như vậy á, cái phân to như vậy là minh chứng cho cái việc mà thức ăn của cá đã tiêu hóa hết. Và khi mà cá tiêu hóa hết thức ăn như vậy thì nó sẽ không có làm hại cho cơ thể. Bởi vì nếu mà cá vàng không có tiêu hóa hết thức ăn á, thì nó sẽ làm hại cho cơ thể của cá này, là bởi vì cá nó sẽ trở nên nặng nề hơn và khiến cho cá nó có giống như là nó tích tụ một cái gì đó trong người mà nó không có ra được. Như vậy thì nó sẽ dễ dẫn đến các bệnh như là stress hoặc là bệnh chổng, bệnh khó tiêu. Và những cái bệnh đó nó là một nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết rất là dễ dàng cho cá. Đôi khi là các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy rằng phân của chú cá của mình là phân nó mỏng, là nó nhỏ và có cái phần khí nén ở trong. Cái phần khí nén ở trong là những cái bong bóng nhỏ nén ở trong như vậy. Thì những cái phân như vậy á, được đánh giá là những cái phân mà có khả năng là do cá không có tiêu hóa tốt. Và cũng có những cái trường hợp mà cái phân cá nó dày, nó mập và nó cũng bị nén khí và nổi lên bền. Thì như vậy á, là chứng tỏ là đó là tình trạng gas nó sẽ tích tụ ở trong ruột của cá, nên là đi phân rất là xấu. Và khi mà nhiệt độ nước quá cao á, thì khí ga nó sẽ có xu hướng là dễ tích tụ ở trong người cá hơn. Phân cá mà gọi là tốt á, thì nó sẽ không có dài quá, có nghĩa là nó không phải là, bạn thấy là không phải là cá nó ra một cái phân mà nó dài hay là dài thì như vậy là tốt, thì không có phải. Thì dựa vào cái chiều dài phân của cá mình cũng có thể xem xét được tình trạng sức khỏe của cá. Thì để mà nói là cái phân của cá có chiều dài bao nhiêu là tốt nhất đó, đó là khoảng từ 2-3cm là tốt nhất. Nhưng mà mình chỉ nói ở cái dạng tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối là như vậy. Với lại là khi mà cá ra phân dài á, thì mình nghĩ là chú cá này đang tiêu hóa tốt, do nó ăn nhiều mới nó như vậy, là mình sẽ cảm giác là chú cá này đang khỏe. Nhưng mà thật ra khi mà phân cá mà dài quá thì đó là một trạng thái có một cái thứ gì đó tích tụ trong ruột của cá và nó sẽ gây cho cá bị táo bón. Và cái bệnh táo bón nó là một cái bước để mà tiến triển đến cái phần bụng nó bị sình lên, bị trướng bụng, đầy bụng. Và các bạn cũng biết rồi đó, là trướng bụng, đầy bụng là một cái triệu chứng đe dọa đến tính mạng của cá. Do đó thì các bạn cần phải quan sát cá, xem là ở cái ngày đó cá ra phân như thế nào, cái ngày đó cá có ra phân không. Nếu mà ngày đó không ra phân thì lập tức chúng ta phải thực hiện xử lý cá liền.
Về những cái loại mà phân có màu như là phân trắng hoặc là phân màu đỏ, phân trong suốt, thì có những cái loại phân mà nó giống như là thật gì á, cái màu nó trong suốt hoặc là màu trắng đục luôn. Thì đối với những cái loại phân đó là do cá bị bệnh tiêu chảy, và đó cũng là một cái trạng thái khó tiêu. Nếu mà cái tình trạng này nó tiếp diễn mà bạn vẫn cứ cho ăn á, thì tệ nhất thì có thể gây một cái chết đột ngột cho cá, mà nhiều khi là bạn không có biết là vì sao mà cá nó chết, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà cá chết đột ngột. Và thỉnh thoảng thì mình cũng sẽ có bắt gặp những cái loại phân mà phân dày nhưng mà nó giống như là một cái ống vậy á, nó giống như một cái ống trong suốt á, thì đó là cái sự bài tiết của trong ruột thôi. Thì tất nhiên là những cái loại phân mà nó không có được bình thường như vậy thì chứng tỏ là cái thể trạng của cá không được ổn, thì chúng ta cần phải tách ly để chữa trị. Ngoài ra có những cái loại phân màu xám và màu đỏ thì cũng có những cái trường hợp là do cá bị rối loạn nội tạng. Nói chung á, là khi bạn thấy là cá nó có phân màu trắng đục nè, màu đỏ hay là phân màu trong suốt thì chứng tỏ là cái hệ tiêu hóa của cá không ổn và cần phải tách ly ra điều trị bằng cách ngâm nước muối. Khi mà nói tới vấn đề phân cá, vấn đề tiêu hóa thì chúng ta không thể nào bỏ qua được, đó là về cái vấn đề khó tiêu của cá. Và khi mà cá bị khó tiêu thì nó sẽ có một cái mối liên kết đến cái việc stress của cá. Khi mà cá có tình trạng phân không tốt thì có thể gọi là cá bị khó tiêu, và nguyên nhân của khó tiêu thì hầu hết là do cá bị stress. Bởi vì cá vàng là một cái loại cá khá là nhạy cảm nên nó rất là dễ dàng bị suy nhược cơ thể. Do stress, và bởi vì stress mà không chỉ gây ra cái việc khó tiêu không mà nó còn mất cái khả năng miễn dịch và khả năng phục hồi sức khỏe của cá. Vậy thì nguyên nhân vì sao khiến cho cá bị khó tiêu thì nó sẽ có những cái nguyên nhân cơ bản sau đây, thì các bạn chú ý nha. Thứ nhất là do rung nè, tiếng ồn và ánh sáng quá mức. Có nghĩa là khi mà các bạn nuôi cá, nhất là hồ kính á, thì các bạn không được, cái này là các bạn không được luôn á, các bạn không được lấy tay, đánh ngón tay của các bạn gõ cọc cọc vào trong cái mặt kính. Như vậy á, thì cái tiếng rung và tiếng ồn đó nó cũng sẽ khiến cho cá bị stress. Và hoặc là ánh sáng quá mức, ánh sáng quá mức có nghĩa là bạn set cái đèn trong cái hồ cá của bạn nó sáng quá, nó cũng làm cho cá bị stress. Bạn nên có đèn vừa phải. Và khi mà bạn nuôi cá ở trong nhà thì dù là bạn để đèn nhưng mà bạn cũng phải tạo cho cá một cái cảm giác đó là một môi trường tự nhiên, có nghĩa là nó phải có buổi sáng, buổi tối. Nó phải có cái sự thay đổi về ánh sáng như vậy thì mới có thể tốt cho cá được. Nguyên nhân thứ hai đó là cái việc mà cho cá ăn quá nhiều, thì cái việc này nó cũng khá là quen thuộc rồi. Có nghĩa là khi mà bạn cho cá ăn quá nhiều, các bạn mỗi lần cho ăn á, thì thấy là cá ăn sung quá, các bạn nghĩ rằng cá nó vẫn còn đói và các bạn cho ăn nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật ra ngay ngay sau đó thôi, nếu mà cá nó bị nặng quá là cá nó sẽ bị chỏng liền luôn, bị lật ngược liền luôn. Thì cái việc này nó cũng rất là nguy hiểm, là các bạn hãy chú ý nha. Nguyên nhân thứ ba cũng khá là quen thuộc, đó là suy giảm và thay đổi chất lượng nước. Đối với tất cả các bạn mà inbox đến đam mê cá vàng thì 100% các bạn đó mình khuyên là dù là cái hồ của bạn nó có một cái hệ thống lọc kinh khủng đến mấy, nhưng mà tại vì mình cũng không nói trước được là tại vì cái hệ thống lọc nó càng kinh khủng thì các bạn càng thích và các bạn càng nuôi cá nhiều. Như vậy thì để tốt cho cá thì mỗi ngày các bạn nên duy trì cái việc thói quen thay cho cá khoảng 30% nước. Thì khi mà như vậy á là các bạn có thể luân chuyển được cái nước nước cũ và thay vào nước mới, tạo một cái luồng khí, tạo một cái không khí mới cho cá, sẽ khiến cho cá sống tốt hơn và nước nó sẽ không có bị dơ nhiều nữa. Nguyên nhân thứ tư đó là cá bị căng thẳng do một cái chú cá khác, giống như là nó bị dí chẳng hạn. Thì có rất là nhiều trường hợp các bạn inbox cho mình phát hiện là cá bị thương nè, cá bị mất mắt này nọ. Và khi mà quay cái hồ các bạn á, thì mình có một số cái lời khuyên như sau. Thứ nhất là các bạn khi mà các bạn nuôi cá vàng á thì tốt nhất các bạn chỉ nuôi nó với đó có nghĩa là cá vàng nuôi với cá vàng thôi. Và trong cá vàng thì nó có rất là nhiều loại cá, thì cũng cũng có nhiều cái loại cá mà không có nên nuôi cùng với nhau. Nhưng mà để nói một cách đơn giản nhất thì các bạn nên nuôi cá vàng với cá vàng thôi. Đó đó là một cách nuôi mà gọi là
tốt nhất và thông minh nhất cho cá. Các bạn sẽ không được nuôi cá vàng chung với cá koi nè. Có rất là nhiều bạn nói là mình nuôi cá koi mấy năm luôn không có sao hết trơn á, nuôi chung với cá vàng không có sao hết trơn á. Nhưng mà thật ra là cá koi là một cái loại cá di chuyển rất là nhanh. Các bạn thấy cá koi di chuyển rất là nhanh, rất là linh động. Còn cá vàng á, nó di chuyển rất là vật, nó là loài cá mang tính chất dễ thương, đẹp. Nên nó di chuyển và thướt tha nữa, nó di chuyển rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Hai cái này nó không thể là sống chung được. Có rất là nhiều trường hợp cá koi đã hút mắt của cá vàng. Nên là mình khuyên các bạn là khi các bạn nuôi cá vàng á, thì các bạn chỉ nuôi cá vàng với nhau thôi. Ngoài ra, còn về kích thước của cá, các bạn nên nuôi những cái loại cá trùng một hồ và có những kích thước tương đương với nhau, thì như vậy nó sẽ không có khiến cho cá bị stress. Ví dụ như là các bạn nuôi một đàn cá vàng nhưng mà cá nhỏ 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 cùng với một con cá bự, một con cá vàng bự, thì nguyên một cái đàn nhỏ 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 nó sẽ dí theo cái con cá to đó để mà nó rỉa vây hay là rỉa đuôi gì đó. Là bởi vì á, khi mà cá vàng nó càng to thì cái sự di chuyển của nó sẽ không còn nhanh nữa, nó sẽ nhẹ nhàng, nhưng mà cá vàng còn nhỏ thì nó sẽ di chuyển rất là nhanh, và khi như vậy nó sẽ đuổi theo con cá lớn, nguyên một cái đàn như vậy đuổi theo con cá lớn thì sẽ khiến cho cá lớn bị stress. Và ngược lại, khi mà các bạn nuôi nguyên một đàn mà có rất là nhiều cá lớn mà chỉ có một hai chú cá nhỏ thôi, thì điều này cũng khiến cho cái chú cá nhỏ này bị stress và dẫn đến bị khó tiêu và sau đó chết. Và tiếp theo đó là do cái dòng chảy và lưu lượng của nước quá mạnh. Cái dòng chảy có nghĩa là cái việc mà cái luồng oxy á, nó quá mạnh, nó đẩy cá bay bay đi, thì cái điều này nó cũng khiến cho cá bị stress. Và nguyên nhân tiếp theo nữa đó là thay đổi nhiệt độ nước quá đột ngột. Thì cái nguyên nhân này cũng rất là dễ hiểu ha, và mình cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều lần. Khi mà các bạn thay nước ở nhiệt độ quá ở một cái nhiệt độ thay đổi đột ngột, ví dụ như là giữa trưa nắng các bạn thay nước đi, thì cái việc này nó sẽ dẫn đến cá bị sốc nhiệt, stress và có rất là nhiều trường hợp cá bị sốc nhiệt và chết ngay lúc đó. Nên là mình khuyên các bạn đối với cái việc mà thay nước cho cá thì các bạn nên thực hiện vào hai thời điểm trong ngày. Thứ nhất đó là vào buổi tối, khoảng 6 7 giờ, 7 8 giờ chẳng hạn, nửa đêm cũng được. Thì cái thời điểm đó thì cái nhiệt độ của nước và nhiệt độ ở bên ngoài nó không có chênh lệch quá nhiều. Có thể nói là trời mát á, nên là cá nó sẽ không có bị sốc nhiệt. Hoặc là thời điểm vào sáng sớm, mới sáng sớm, đừng có lúc mà sáng nắng lên. Nóng thì là nóng lúc mà các bạn mới dậy 9-10 giờ thì không có được. Lúc sáng sớm khoảng là 5-6 giờ thì cái giờ đó cũng là một cái khoảng thời gian rất là tốt để mà thay nước cho cá. Nguyên nhân tiếp theo nữa đó là do ăn những cái thức ăn cũ, thức ăn có chất lượng tệ. Thì cái này cũng rất là dễ hiểu rồi ha. Thì khi mà cá mà bị khó tiêu á, thì cái một cái phần nào đó thì cũng là do thức ăn, mà nếu mà cái việc nguyên nhân chính đó là do thức ăn nó bị cũ quá, nó bị gọi là tệ quá, thì nó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho cá bị khó tiêu dẫn đến stress. Nguyên nhân tiếp theo là do thiếu oxy, vậy thôi. Nghĩa là khi mà cá sống trong đó, cá không đủ oxy, không thở được cũng stress. Nổi cái chuyện mà không có oxy thôi là cá cũng đã chết rồi, thì đó là một điều rất là dễ hiểu. Thì đó là những điều mà khiến cho cá cảm thấy căng thẳng dẫn đến stress. Nói tóm lại một câu, đó là do cái điều kiện nuôi cá, cái điều kiện hồ cá nó không có ổn định, và cái việc bảo trì và quản lý hồ cá hàng ngày đó là một điều rất là quan trọng. Có nghĩa là khi mà nuôi cá thì cũng luyện cho chúng ta một cái khả năng quan sát hồ cá như hôm nay như thế nào, các chú cá của chúng ta hôm nay có triệu chứng như thế nào để mình xử lý kịp. Và khi mà sự suy giảm chất lượng nước và thay đổi đột ngột á, nếu mà thay nước thường xuyên á, thì chúng ta có thể phòng ngừa được cái việc đó. Về quản lý kỹ thức ăn đã bị hết hạn á, thì tốt nhất các bạn nên chọn những cái loại thức ăn có hạn sử dụng từ 3 đến 6 tháng là tốt nhất. Ví dụ như là loại thức ăn Micro 80 của Đam Mê Cá Vàng chẳng hạn, thì cái hạn sử dụng là 1 năm. Nhưng mà lúc nào mình bán cho các bạn thì mình cũng nói là cái hạn sử dụng nó chỉ trong 6 tháng thôi, để mà mình dự trù trước cái khoảng thời gian đó. 6 tháng là một cái khoảng thời gian tốt nhất để cho những cái thành phần trong cám nó phát huy được hết những cái chức năng của nó.
Và với cá vàng á, thì cũng có rất là nhiều bé cá vàng. Nó có một cái hình thể, một cái cơ thể không có tiện lợi trong cái việc bơi. Có nghĩa là không phải là mình nói là đã là cá rồi thì con đó là phải bơi giỏi, không phải. Trong các loại cá vàng, thì có những cái loại cá bơi giỏi bơi nhanh, nhưng mà cũng có những cái loại cá ụt ịt khác thì nó lại không có bơi giỏi bơi nhanh được, nó sẽ bơi thướt tha, bơi từ từ. Thì đó là một cái nét đẹp, một cái điều rất là riêng của cá vàng. Và khi mà chúng ta đã bắt đầu chơi nó rồi, thì chúng ta nên tìm hiểu và tận hưởng những cái điều đó. Và đối với những cái chú cá như vậy thì chúng ta có thể giải quyết khéo léo bằng cách là làm suy giảm cái dòng nước đi, làm suy giảm cái luồng oxy á, ở trong nước. Và làm sao để mà cá vàng ra phân tốt thì nó rất là đơn giản, thì làm giảm stress, có nghĩa là các bạn cần cho cá ăn với một lượng thức ăn thích hợp mà nó không có bị khó tiêu, và tùy vào thức ăn và tùy vào loại cá vàng mà các bạn cho ăn. Ví dụ như là với những cái loại cá vàng mà nó không có lên đầu, ví dụ như hoa kim chẳng hạn, thì các bạn nên tránh cho ăn những loại thức ăn có protein cao và chất béo cao. Bởi vì á, nếu mà cá vàng ăn những cái loại thức ăn cao cấp, giàu thành phần á, giàu cái thành phần đạm, chất béo, protein nhiều á, thì nó sẽ gây khó tiêu. Và những cái loại thức ăn mà có ít chất béo thì lại có lợi cho cá hơn. Vì vậy á, thì mình khuyên là các bạn nên mua cái loại thức ăn nào mà ít chất béo, không phải là nó ít đến mức độ mà không có nguồn dinh dưỡng cho cá, mà các bạn nên chọn loại thức ăn nó có một cái chất béo vừa phải, protein vừa phải, đủ cân bằng cho cá. Và làm sao mà để có thể cho chú cá nó ăn vào, không phải là nó lớn nhanh như thổi, không phải, mà nó có thể phát triển được toàn diện cái cơ thể của nó, thì như vậy là sẽ tốt hơn cho cá. Và đối với những cái loại thức ăn mà ít chất béo á, thì các bạn lưu ý là người ta thường cho ăn vào lúc nhiệt độ thấp. Bởi vì khi mà nhiệt độ thấp á, thì cá nó sẽ rất ít di chuyển, và vì như vậy thì cá nó sẽ không có tiêu hóa được lượng thức ăn. Vì vậy á, thì chúng ta cũng phải linh hoạt thay đổi cái nguồn thức ăn trong mùa lạnh. Phải tìm những loại thức ăn nào mà nó không có chất, không có nhiều quá nhiều chất protein, không có nhiều quá nhiều chất béo cho cá. Vì vậy á, thì trong mùa lạnh thì có rất là nhiều những cái loại thức ăn tốt cho cá, ví dụ như là mình sẽ cho cá ăn rau quả, rêu bèo, rồi các loại đậu luộc chẳng hạn. Và còn một cách nữa, một cách rất là tốt, đó là chúng ta sẽ làm thức ăn tự làm cho cá, đó là trộn ca cao nguyên chất với thức ăn cho cá ăn, hoặc tự làm thức ăn bằng ca cao cho cá. Thì cách này cũng là một cách rất là hiệu quả trong cái việc mà làm cho cá mau tiêu. Vậy là mình đã chia sẻ xong phần 1 chủ đề của video ngày hôm nay, đó là cách quan sát phân cá để hiểu về thể trạng của cá, rồi mình phân biệt được là phân như thế nào là tốt, phân như thế nào là không tốt, và vì sao mà cá lại ra phân không tốt, vì sao cá khó tiêu, nguyên nhân stress và cách xử lý thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Mình không nghĩ rằng cái phần 1 của nó dài như vậy, tại vì cái phần 2 cũng rất là dài luôn, nên là mình quyết định là cái video về phân này thì mình sẽ chia làm hai video ha. Thì ở video đầu tiên mình đã có chia sẻ rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết phần 1 về vấn đề phân cá. Còn về vấn đề thứ hai, đó là ở cái thử nghiệm và quan sát phân cá và tìm ra được một cái loại thức ăn nào mà có thể giúp cho cá tránh được cái bệnh khó tiêu và chổng của cá vàng, thì mình xin phép là ở video lần sau nha. Chắc chắn mình sẽ ra cái video đó luôn á, bởi vì mình đã chuẩn bị kịch bản xong hết rồi, nhưng mà tại vì cái video thì nó khá là dài, nên là cái thời gian thu âm xong rồi còn phải làm lại, dàn dựng lại thì nó cũng khá là mất thời gian, nó rất khá là dài, nên là mình quyết định là chia làm hai video clip. Các bạn thông cảm nha, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.